bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Crystal Gamer. Chris Phan, một chàng trai quá đội hài hước, gây ấn tượng mạnh với khán giả qua các màn pha trò bá đạo. Anh được xem là một Rich Kid chính hiệu khi được học tại ngôi trường quốc tế tiền tỷ ở Sài Gòn. Ở trong căn nhà rộng hơn 400m² với 6 tầng lầu, căn biệt thự lộng lẫy nguy nga không khác gì lâu đài cùng đầy đủ tiện nghi như phòng xông hơi, quầy bar, hồ bơi, phòng ngủ như khách sạn cao cấp. Năm 2020, căn nhà của vị thiếu gia này từng được đăng bán với mức giá lên đến 43 tỷ đồng. Không chỉ giàu có, anh chàng này còn là một người cực kỳ tài năng và thông minh. Ở độ tuổi đôi mươi, anh đã có một cuộc sống đáng mơ ước. Không cần sự giúp đỡ của gia đình, tự bản thân anh đã gây dựng nên sự nghiệp, trở thành YouTuber cá nhân thứ hai tại Việt Nam, đạt được chiếc nút play kim cương danh giá từ YouTube. Bên cạnh đó là nguồn doanh thu hàng tỷ mỗi năm. Vậy thực sự, anh chàng này giàu đến mức nào? Hãy cùng Thế Giới Sự Thật tìm hiểu về Chris Devil Gamer, gia thế của anh như thế nào, cách trở thành một YouTuber với hơn 10 triệu sub và doanh thu mỗi tháng kênh YouTube anh là bao nhiêu nhé. Chris Phan là ai? Gia thế khủng cỡ nào? Chris Phan, có tên thật là Phan Lê Vi Thanh, là một anh chàng sinh năm 1993, quê ở Kiên Giang, được các fan phong là Thánh Biểu Cảm bởi gương mặt đầy tính giải trí trong video đăng tải. Chris là con trai của một vị doanh nhân trong lĩnh vực cảnh quan đô thị và có công ty riêng, là người ít khoe về tài sản hay đồ hiệu, song anh chàng từng khiến dân tình choáng váng khi đăng tải vlog về không gian sống của mình. Video này đến nay đã đạt 26 triệu lượt xem, cao nhất trên kênh của anh chàng. Mặc dù có gia thế khủng, nhưng Chris từng khẳng định là ba mình giàu nhưng đó là tiền của ba không phải của anh. Khi lên đại học, anh chỉ xin tiền ba để đóng học phí, còn lại tự mình trang trải. Anh còn từng làm công việc giữ xe tại một quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. Từng là sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học RMIT, Chris Phan được vạch ra kế hoạch sẽ du học và tiếp quản công ty gia đình. Thế nhưng từ năm 2014, vì tìm được niềm đam mê qua những tựa game nổi tiếng, anh chàng quyết định chuyển hẳn sang làm YouTuber. Cũng chính nhờ cơ duyên này mà giờ đây anh chàng đã có mức thu nhập lên đến 90 con số 0 mỗi tháng. Bên cạnh đó, Chris Phan là một trong những streamer hiếm hoi có các hoạt động ấn tượng trong mảng nghệ thuật. Anh từng cùng Pháp TV sản xuất loạt phim hài. Bạn từng xem các sản phẩm có mặt Chris chưa? Comment cho mọi người biết nhé! Bên cạnh đó, Chris còn góp mặt một số phim ngắn như Bà Năm Bóng, Nam Phi Liên Hoàng Kế, Nhà Trọ Có Quá Trên Phòng. Ba bơm cái mỏ ba như chiếc xuồng vậy á. Ba giống như là người lái đò, con thì người lái bye bye. Nhờ tham gia diễn xuất, anh đã có cơ duyên gặp vợ mình, cô nàng Mai Quỳnh Anh, và lên xe hoa cùng cô ấy. Sau khi kết hôn, anh cùng bà xã đã sống tại một căn chung cư cao cấp tại Sài Gòn, nơi có đầy đủ những cơ sở vật chất từ phòng gym cho đến hồ bơi ngoài trời. Thêm vào đó, Chris có niềm đam mê to lớn với bóng đá và có kỹ năng chơi bóng rất đỉnh cao. Cái tên Chris của anh cũng lấy từ cái tên của Cristiano Ronaldo, cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha mà anh rất hâm mộ. Mỗi cuối tuần hay có thời gian rảnh, anh thường rủ những người bạn của mình làm vài trận đấu. Anh cũng thường xuyên tham gia vào các trận giao hữu để gây quỹ, giúp đỡ người khó khăn. Hoạt ngôn, hài hước trong từng video là thế, nhưng mấy ai biết được, Chris từng có một tuổi thơ không mấy vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Tại em xuất phát điểm là ba mẹ em là con số 0 luôn. Ngày đó ở một cái nhà lá. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo. Trong tự chuyện về mình, Chris chia sẻ rằng nhà anh nghèo đến mức không đủ tiền để mẹ anh đi săn, phải nhờ bà đỡ để săn tại nhà. Khi quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp, cả nhà anh đã sống trong một khu ổ chuột đầy tệ nạn tại quận 8. Đến mức mẹ anh cấm con trai ra đường và giao du với bạn bè cùng khu. Trước khi có được cơ ngơi như bây giờ, gia đình anh đã từng phá sản đến 3 lần. Thêm vào đó, năm anh lên lớp 6, ba mẹ anh ly hôn. Cú sốc đầu đời đã khiến cậu bé Vi Thanh ngày đó trở nên tự kỷ, thu mình với mọi người xung quanh. Lúc nào cũng mang non che mặt lại trong thời gian dài. Việc ngồi trước máy quay đã giúp anh thoát khỏi sự cô đơn thuở bé, trở thành anh chàng Chris Phan được mọi người yêu mến. Liệu hành trình phát triển của Chris có gặp khó khăn? Hãy cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo nhé! Con đường thành hot YouTuber danh tiếng. Ở tuổi 26, Chris đã thành công và có thể tự mua nhà riêng. Còn bạn thì sao? Bạn hiện tại đã qua bao nhiêu nồi bánh chưng rồi? Liệu ở độ tuổi của Chris, bạn có thể mua cho mình một căn nhà ở Sài Gòn không? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Khoảng thời gian năm 2014, vì thần tượng nam YouTuber PewDiePie, Chris đã lập nên một kênh YouTube cho mình nhằm đăng tải các video review và chơi game. Kênh được định hướng sẽ đi theo lối review các tựa game mới mẻ, thú vị và cả game kinh dị. Để đầu tư cho kênh, Chris bắt đầu tiết kiệm tiền đủ để mua webcam và một micro để quay video. Thì mình mua một cái webcam trị giá là 1,2 triệu. Lúc đó cũng suy nghĩ nhiều lắm, tại vì 1,2 triệu đối với một sinh viên
thì cũng là con số rất là lớn. Vì thời gian này Chris vẫn còn lịch học nên 3 ngày Chris mới ra một video mới. Sau một thời gian, lượng lượt xem các video tăng cao nên anh quyết định đầu tư để kiếm tiền từ kênh này. Nhưng sau một năm làm công việc này, kênh của anh chỉ đạt được 100 lượt đăng ký. Năm đầu tiên em làm 100 sub. Làm hoài mà có 100 sub. Mà chắc chừng 90 mấy sub là của bạn bè ở trong đại học. Tuy nhiên anh đã tự nhủ rằng, song do bao nhiêu lần ba vẫn vực dậy được gia đình thì tại sao con trai ông không thể? Thì em thấy là nếu mà ba em làm được, người hùng của em làm được thì tại sao em không làm được? Với niềm tin ấy, anh đã bắt đầu xây dựng lại kênh của mình. Chris nhận ra tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều đến nội dung video. Anh dần thoát khỏi quá khứ buồn bã khi xưa để tạo các nội dung gây tiếng cười hơn. Anh đầu tư chỉnh chu và tỉ mỉ trong từng video. Các nội dung cũng không bó buộc vào bất cứ chủ đề nào mà đa dạng hóa chúng lên. Chris đã chăm chỉ và cật lực đến mức từng phải nhập viện vì đau tim. Đúng ngày ngày Valentine luôn, ngày trái tim mà đau tim. Hôm qua ngày Valentine nhưng mà mình phải nhập viện. Thức khuya cái tự nhiên nó đau, đau nghe tim này, ghê lắm. Nhờ lối nói chuyện có phần lém lỉnh, hài hước và vô cùng thông minh, cái tên Chris Devil Gamer ngày càng được nhiều người quan tâm và theo dõi. Anh chàng luôn tiếp thu những ý kiến đóng góp từ người xem để phát triển hơn. Kênh cũng cập nhật các xu hướng đang nổi như Squid Game, SOS để ra nhiều nội dung thú vị. Nhờ sự cố gắng, lượt đăng ký của kênh ngày càng tăng, 1.000, 10.000 rồi đến 100.000. Chỉ sau 3 năm, kênh của Chris đã đạt được nút vàng YouTube. Và trong năm 2021 vừa qua, Chris Devil Gamer đã chính thức đạt được cột mốc 10 triệu subscriber, trở thành kênh YouTube Gaming Việt Nam đầu tiên nhận được nút kim cương. Theo trang thống kê Social Black, hiện tại kênh YouTube của Chiến X nằm ở top 4 các YouTuber có nhiều lượt đăng ký nhất Việt Nam. Chưa kể, anh còn từng lọt top 100 YouTuber có sức ảnh hưởng nhất tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Mỗi video hiện tại của kênh đều có thể dễ dàng đạt được triệu view khi đăng tải. Đặc biệt sau khi lấy vợ, kênh lại có thêm nhiều màu sắc mới và thu hút người xem hơn. Doanh thu kênh YouTube Chris Devil Gamer. Khi được phỏng vấn, Chris đã thẳng thắn chia sẻ rằng mình chỉ nhận được vỏn vẹn có 2 triệu đồng trong 2 năm đầu tiên. Đây là con số quá ít ỏi, nếu là người khác, có lẽ họ đã bỏ cuộc chơi từ lâu. Sau vài năm xây dựng, hiện tại con số mà Chris kiếm được đã lên đến hàng trăm triệu, thậm chí là tiền tỷ mỗi tháng. Với 10,3 triệu người đăng ký, cùng hơn 2,8 tỷ lượt xem trên kênh YouTube, ước tính anh chàng đã thu được nguồn doanh thu với con số lên đến 46,4 tỷ đồng. Và theo Social Black, kênh thống kê doanh thu YouTube uy tín, thì hiện tại mỗi tháng kênh Chris Devil Gamer mang về cho anh khoảng 390 triệu, một con số quá khủng phải không các bạn? Với số lượng người theo dõi ngày càng tăng, Chris đã lắp được nhiều nhãn hàng liên hệ hợp tác. Việc xây dựng thành công thương hiệu cá nhân của mình, Chris đã trở thành gương mặt được nhiều sự kiện săn đón. Nếu bạn đã từng chơi Five Five hoặc Liên Quân, bạn sẽ nhận ra rằng Chris Fang là gương mặt trong các clip quảng bá game. Sau khi kết hôn, anh còn tham gia nhiều chương trình truyền hình, game show và có lẽ mức cát xê cho mỗi lần anh xuất hiện sẽ là một con số không nhỏ. Bạn nghĩ sao về anh chàng này? Chia sẻ xuống bên dưới cho mọi người biết nhé. Đừng quên đăng ký và bật chuông để đón xem những video mới nhất của kênh Thế Giới Sự Thật. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.